xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn à, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh báo hồng audio à, thật là vui mừng à, shop em mới ngày hôm kia thôi à, vừa về được 20 cái cột tiêu âm chân voi à, và đã được anh em ủng hộ hết nhẫn cái số lượng về hôm trước và hôm nay tiếp tục về thêm hai mươi cái cây tiêu âm chân voi hay còn gọi là bass trap to be đây là một dạng tiêu âm góc hoặc là tiêu âm hậu của loa hoặc là đặt ở xung quanh cái vách tường của chúng ta và đặc biệt tốt nhất phù hợp nhất cho những cái góc phòng và hậu loa nếu như phòng của chúng ta bị dư giải trầm chúng ta chắc chắn rằng sẽ gặp cái tình trạng ví dụ như bát kéo đuôi này các cái nốt nhạc ấy nó không được nổi và không được rõ ràng chi tiết mạch lạc thì là do cái dài trầm nó bị dư nó bị kéo đuôi nó bị ù rèn nó bị dội âm đó thì điều đó thì sẽ khiến cho cái việc là các cái nốt nhạc nó không còn uh, chuẩn và không còn rõ nét nữa bởi vì là nó bị ù nó cứ gây ra cái tiếng ù khi mà chúng ta phát nhạc mà phát cái giải trầm nhiều ấy, thì nó sẽ bị 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 không rõ nét các cái nốt nhạc nữa đó thì nếu như quý vị bạn nào gặp cái tình trạng đó mà chúng ta không muốn đầu tư nhiều chi phí cho việc sửa chữa phòng thì đầu tiên chúng ta nên sắm cho mình những cái trang âm à, thứ nhất là ở phía sau loa chúng ta có thể dùng những cái bát cháp hay gọi là cái chân voi như thế này hoặc là chúng ta dùng những cái tán âm bằng mút cũng được nhưng uh, tán âm bằng mút thì uh, chúng ta dán nó sẽ không không được đẹp mắt Và không thẩm mỹ cho lắm Thì chúng ta có thể sử dụng những cái cái chân voi như thế này Nó tiêu âm và tán âm Ở, ở những cái góc tường Rất là tốt luôn thưa quý vị bạn Và sau lô đầu tiên uh, Giao lưu với quý vị bạn uh, Anh em trên mọi miền tổ quốc Có những anh em ở rất xa Tận Vũng Tàu, anh em cũng ủng hộ Tận thành phố Hồ Chí Minh cũng có và tận Đắk Lắc cũng có Và ở miền Bắc thì cũng có rất nhiều anh em ủng hộ Và ngay cả Hà Nội thì anh em cũng ủng hộ rất nhiều Xin cảm ơn quý vị và bạn rất nhiều Và cũng đã có những anh em ở gần Nhận được và phản hồi rất tích cực Về cái bát cháp này Với cái cấu tạo thì bên em làm Kích thước là cao 1 mét Và có đường kính Rộng là 30 cm Thưa quý vị bạn, một cái kích thước mà đã tính toán Rất là nhiều Nếu như chúng ta mua cái cột chân voi này Của hãng ASC đến từ đất nước Mỹ thì nó rơi vào khoảng tầm 15 đến 17 triệu một cái cột chân voi như thế này. Đó, tuy nhiên tại Bá Hồng Audio sau khi nghiên cứu rất là kỹ càng và thi công trên rất nhiều các cái chất liệu thì bên em đã hoàn thiện cái mẫu chân voi lần này bằng cái vật liệu là tấm sonic tiêu âm phủ bên ngoài và bên trong thì có đục rỗng lỗ và ở giữa thì có một lớp bông thủy tinh để tiêu âm đó và sản phẩm này thì được công ty Az Acoustic sản xuất theo tiêu chuẩn audio tiêu chuẩn chặt chẽ và khắt khe về audio uh, Acoustic là một đơn vị chuyên sản xuất những cái trang âm hoặc là thi công những cái phòng uh, âm thanh cho uh, những người chơi những cái phòng âm thanh cao cấp hàng đầu Việt Nam hiện nay đều do Acoustic uh, Az Acoustic thực hiện và cái uh, chân voi đợt này thì với cái mức giá rất là phải chăng uh, chỉ với 1,5 triệu đồng thôi tức là một triệu rưỡi là chúng ta đã có một cái cột chân voi một cột bắt chát như này rồi giá rất là hợp lý và trên thị trường thì uh, cũng có nhiều đơn vị làm nhưng uh, em thấy là nếu mà bọc bằng vải ấy, thì thứ nhất là nó dễ bị biến dạng thứ hai là là nó cũng dễ bị co nếu như chúng ta dùng không giữ gìn thì làm bằng cái tấm sonic này uh, thì uh, tấm sonic này thì nó có đặc điểm là rất là sạch và hút âm tốt rất sạch chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh đó và không bị biến dạng sau một thời gian sử dụng đó đó là đặc điểm của tấm sonic và uh, bên em thì uh, hiện nay đang uh, cung cấp tới quý khách hàng những cái sản phẩm gọi là sau khi bên em đã trải nghiệm mà cảm thấy ổn thì uh, kết hợp với nhà sản xuất để uh, đưa cái sản phẩm tới được nhiều người tiêu dùng hơn Đó, hiện tại như bên em thì quý vị bạn có thể thấy là ở phía đằng sau ở những cái góc tường bên em cũng đã sử dụng những cái uh, cột chân voi này rồi nó sẽ giúp tiêu giải trầm rất là hiệu quả đặc biệt là tán giải chung cũng rất là tốt uh, vì cái giải trầm nó gọn gàng chặt chẽ hơn và nó không bị ù nền nữa thì khiến cho các giải còn lại nó sẽ không bị át đi và đương nhiên là nó sẽ rõ nét và sắc nét hơn đó là đặc điểm của những cái bát chat tuy nhiên để mà hình thành một cái phòng nghe đạt tiêu chuẩn thì phải có đội ngũ kỹ thuật đo lường cụ thể đó thì sẽ làm theo cấu hình từng bộ loa nhưng đơn giản chúng ta cần đầu tiên đó là những cái tấm tiêu âm hoặc là những cái trang âm uh, chân voi để uh, tiêu âm ở những góc tường. Đó là những điều cơ bản mà chúng ta cần phải có cho một cái uh, không gian nghe nhạc để nó có một cái nền âm tĩnh hơn. Uh, quý vị bạn nào có nhu cầu thì rất mong được quý vị bạn giao lưu và ủng hộ với báo Hồng Audio. Uh, bên em uh, có ship COD trên toàn quốc, quý vị bạn nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Rồi, xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều hãy liên hệ với báo Hồng Audio qua số điện thoại 0978 263 263.